Thì hôm nay anh em mình đã mời được chị Nga để giao lưu cùng với Dương Duba. Đây là một màn thi đấu mà được rất là nhiều người mong đợi. Dương sẽ ăn cái bánh tôm của chị Nga. Lấy không ra anh hả? Đúng rồi. Tất 1.000 đô. Dương ơi, bắt hàng đợi đi em ơi, lâu quá. Nè. Trời ơi. Nhờ anh làm cho em 40 mắt lột 40 bát mì. Hai người này ăn 20 bát mì nha cả nhà. Rồi chị Nga múc ra trước luôn rồi nè. Dương có cần ăn tô riêng không? Rồi anh em ăn cho mày luôn. Dương ăn trong tô luôn không? Vét luôn, ngầu quá. Tuấn này ngầu quá không ơi. Hello tất cả mọi người. Em mới về bắt cóc được một người. Người nào? Đem ra đây đi, anh xử liền luôn nè. Ông nội, ông nội. Ông nội, người này là phải này, đây em trai. Người này. Ông nội. Đây đây, người này phải Dương. Người này. Trời ơi. Người này phải đã đối thủ nặng ký bên em mới giao lưu được với người này thôi chứ em là. Chị là bắt cóc tôi đi ra qua đó ăn. Dạ đúng rồi, em chỉ bắt cóc thôi. À, hùng sao? Dạ. Không không thôi rồi em nghe. Rồi. Rồi vui cả nhà, thì hôm nay anh em mình đã mời được chị Nga để giao lưu cùng với Dương Duba. Đây là một màn thi đấu mà được rất là nhiều người mong đợi. Thì nói chung là hai kênh còn rất là nhiều dịp để giao lưu. Thì hôm nay là sẽ là Dương và mai mốt nữa ha chị. Tới lượt chị Nga và con chị. Mày lên em cầu lên. Mình không sợ em. Sợ chị sợ. Đó thì quán hôm nay mà anh em mình giới thiệu cả nhà là quán Cẩu Ký Mì Gia. Cẩu Ký Mì Gia. Yeah. Địa chỉ là số 83 Âu Cơ, phường 14, quận 11. Đó mấy anh chị đây vui lắm nha. Mấy anh chị đây là người trong gia đình nhưng mà nói chuyện với nhau hòa đồng lắm. Thì thôi bây giờ mình sẽ vào trong quán để mình okay, mình chiêm ngưỡng cái không gian của quán đó. Và để cho chị Nga thấy được món ngon cũng như là cái sự vui vẻ của những người ở bên tiệm này. Nói chung đó bụt lắm rồi. Rồi đi. Dạ. Bắt tóc hay ghê luôn á. Bắt ngay thì mình okay. Bắt vậy là em bó tay rồi. Bắt kiểu này là hết mì quán rồi. Phải còn tên gì? Cô Nguyệt. Cô Nguyệt, cô Nga, cô Hương. Ơ trời ơi. Giờ Nga mới được gặp Nguyệt. Nguyệt Nga mà đúng không? Đúng rồi. Kiều Nguyệt Nga. Đây thì cả nhà ơi, đây là anh chủ bên Cẩu Ký Mì Gia và là người đứng nấu chính luôn. Nhưng mà những món ăn bên anh là bán được bao nhiêu năm rồi anh? À, nếu mà tính tôi không á là hai mươi mấy năm rồi đó. Rồi vậy là từ thời của ba anh nữa đúng không? Ba đời đâu? Ba đời là ông của anh luôn á. À. Wow. Vậy là rất là lâu rồi. Anh rồi, lâu lắm rồi. Ừ. Không anh người bông. Anh người qua. À không, tiếng Quảng á. Tiếng Quảng à. Dạ. Đi cặp mấy nhẹ. Đi sợ bá dẹ. Trời ơi, chị Ma. Nói bậy à. Chị Nga. Ở đây được cái các bạn ơi, mình không biết nói là sao. Đâu, tất cả những cái người chủ ở đây, anh chị ở đây, chỉ có một cái nụ cười. Mình chỉ không cần biết đồ ăn hay có ngon hay dở đúng không? Nhưng mà mình khi mình bước vào trong quán, nụ cười chính là mọi người nó khổ điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó đem sự thân thiện, đem sự cảm giác thoải mái cho người khách. Khách người ta bước vô quán. Thế là con, hồi nãy con vô con không biết con là ai, là ai, con cũng biết con là anh mà. Cái nụ cười của mọi người đem cái sự thoải mái. Hôm nay được gọi là quyết định. Ăn một bữa. Một bữa dành cho 10 người ăn. Một bữa dành cho 10 người ăn luôn. Đúng rồi em. Dạ, con quán là quản lý khoảng bưng luôn. Lát nữa đi là ông đem con ông nổ. Không thiệt mà, cái này bữa hôm nay là 10 người ăn đó nha cả nhà. Rồi thì okay, anh bây giờ cái thân sự thân thiện rồi nhưng mà cái món ăn đó chị, món ăn ở bên đây cũng khiến cho mình nãy giờ cái mùi á rất là thơm. Đây hả? Mùi nghe là. Rồi chờ đi, không chiếu cận cảnh cho các bạn xem. Đó, chiếu cận cảnh. Dạ. Order luôn đi. Nghe với Dương nó bụng rồi đúng không? Mình vậy mình ăn đi ha, thấy bụng rồi. Ok, bây giờ mình lấy luôn đi của mình đó. Tiền bên kênh tụi em. Dạ. Cảo ăn tô của chị Nga được không? Được. Nè, bây giờ chị Nga cho Dương coi cái tô rồi chị Nga. Đâu tô của chị đâu? Để chị Nga móc hàng ra. Dạ. Móc hàng ra. Ra đây móc nè để cho chủ quán cười chơi. Cầm hàng.
Đây, bữa nay là Dương sẽ ăn cái bánh con của chị Nga. Wow. Nó bự hơn cái tô của mình. Nhưng mà tô nhỏ lắm, chưa có 19 tuổi nha bạn. Cái tô đặc biệt ở đây nè. Đây. Đúng rồi, chị Nga ơi, nhóm em cũng có một món quà. Cái này là mì gì? Lấy đi em. Sau lưng, sau lưng. Mình cũng không mình đợi. Một con mèo nghe không? Nhân em bé lấy một giấc này. Có chưa quà gì vậy? Chưa lấy một toàn. Không phải kim cương, không phải hộp sàn mà là một kim loại. Cái gì vậy luôn mà. Nó to quá nên Dương cũng lấy ra cũng hơi khó khăn. Tôm thật cái gì luôn. To vậy luôn rồi, lấy không ra luôn hả? Đúng rồi. Bắt 1.000 đó. Dương ơi bắt hàng đợi đi em ơi, lâu quá. Nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái nồi lẩu dưới được này luôn á. Không, 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 không. Hai cái kích cỡ ngang nhau đó nha. Có lấy hành không? Đâu đây, thử bỏ cái tô của này vô. Ngang nhau. Ngang nhau. Ở dưới nó bự hơn. Ở dưới bự hơn hả? Ồ. Rồi. Ok, bây giờ chiến thôi. Bây chiến thôi. Bây giờ mình sẽ xà bò. Anh vô. Cái nồi là tiết giờ á. Chỉ có hai nhà, có được một người ăn thôi. Có tiền nha, cái này nha, mà thắt thêm cái dây nữa thì nó bảo hiểm ở Việt Nam được. Hôm nay thì hai người sẽ ăn. Nhờ anh làm cho em 40 bát mì. Hai người này ăn 40 bát mì. Đúng rồi. Ok ok. Mỗi người 20 bát. Gì vậy, gì vậy? Đâu được chị. Chị về là em bỏ ra là chị giận em liền á. Đang đói mà, vào đây, vào đây. Rồi, ok rồi, ok. Bây giờ nè anh, kỷ lục bên tiệm mình là mấy bát mì anh? 7 bát. Một người ăn 7 bát. Nhưng mà hôm nay một người ăn 20 bát luôn. Đó là một cái kỷ lục, với nó là vượt ngoài kỷ lục cũ luôn. Dạ. Nấu 20 mấy năm rồi. À. Bữa nay mới thấy người ăn 20 bát mì. Dạ. À thôi, tụi em thực ra ăn có 5 bát cũng như là đưa cho cameraman ăn đó nè. Video của anh Hùng là cỡ nào, giữa video cũng nói một giấy chen chen qua, chị khỏi lo. Rồi bây giờ anh trùng mì đi. Trùng cho em mỗi tô 20 bát nha. Ok, ok. Đèo nhau luôn anh nha, em cảm ơn. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chị bánh bé. Chị bé, cho chị bé, chị trao quán là già trời. Ồ, rất là thân thiện đó. Chỗ anh cầm cái đó cho người hai cái gạo nước. Nhìn như hai cái gạo nước vậy. Trời ơi, hết chỗ. Tối nay em có gì đó, sáng nhất. Đường ống thôi, em đi bù. Bốn giác. Cái này là bốn giác đó. Đúng rồi. Mà chơi ở đây là trùng xong á là anh sẽ trùng lại với nước, nước lạnh nữa. Anh ơi, chắc là 30 giác thì nhiều quá. Hay là lấy, mình thấy đừng có lấy cảo, mình lấy thập cẩm. Dạ, mình lấy thập cẩm thôi, lấy thập cẩm thôi. Cái cảo nó là nó lấy cảo vô, 30 giác nó đó. Nhiều lắm. Nó sẽ nhiều lắm á. Các bạn ơi, cả nhà ơi, mình nói thiệt tại giờ mình ăn trộm á, mình ăn trộm ra cái miếng mèo á. Cái liệu em không ăn trộm mấy miếng. Ok ok ok. Đầy nhóc ở trong luôn. Bột á chị. Dạ. Mình nhìn mình không có chỗ, không thiệt có mình chỗ. Đợi không ai đi nấu chứ. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ngon quá. Chứ nó lâu, vô nước bên đây. Chưa mới 16 à. Đối thủ này khó giặt, khó giặt. 20 rồi, 20 rồi. 16 đúng không? Này là 20. Cái này là 20. Cái này là 20 nè. Đó, một lần 4 giấc, nãy là 5 lần đó. Nè. Dạ. Đó, giấc 4 lần thật cẩm vô. Rồi, 20. 20 giấc mì. Rồi, giờ tới 20 bát mì bên đây nha. Rồi, ok. Cả nhà ơi, phải khui một bịch mì mới rồi. Rồi, chết rồi. Nếu mà lỡ chẳng may mà hai người ăn xong còn đói nữa thì mình kêu sủi cảo sau. Chứ nói thêm 4 phần sủi cảo là bằng 30 bát mì thì sợ nhiều quá. Trời ơi, cái này bự quá vậy. Bữa anh đến ăn cổ cười cũng vậy á. Hôm nay chắc cười hơn cảm nha cô.
Dạ. Ồ, xanh mát luôn. Dương ơi, Dương. Xanh. Chị Nga đòi thêm một phần xíu quách nữa. 4 phần đập cẩm, 1 phần xíu quách. Chị Nga quá máu rồi. A few minutes later. Nước lèo, nước lèo. Bằng bằng số lượng vá nha anh. Bằng số lượng vá đi anh ơi. Cho không bằng luôn. Mới có 3 vá vậy anh, 4 vá đi. 5 giá. Đó 5 hả? Rồi, 6 giá luôn. 6 giá luôn. Rồi, anh có nước lèo bên kia. Tô này. Wow, đây một tô. Nóng, 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 nóng. Đây, đem qua nhanh, đem qua nhanh. Wow. Đây, để em chọn cái bàn bên đây. 6 quá luôn anh ơi. Đó. Mỗi người ăn một tô. Má ơi. 6 giá luôn. Đều. Dương, cầm em. Trời ơi, đây đây bên đây luôn. Trời ơi. Chị, một tô này là bao nhiêu chị? Tô này là 50. 50. Tô cực là 50. Chất lượng luôn cả nhà. Dạ. Còn thêm phần bằm nữa. Dạ. Rồi, hai chị em sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nha. Vô cầm đũa muỗng lên nè. 20 bát mì nha cả nhà. Rồi, chị Nga múc ra trước luôn rồi nè. Ủa, mình có cái muỗng kia không anh? Đúng rồi. Anh Lộc ơi, có cái đồng hồ bấm giờ thử coi hai người ăn trong bao lâu. Nhiều. Dương có cần ăn tô riêng không? Được rồi, anh em ăn cái này luôn. Dương ăn trong tô luôn không? Thôi em sẽ bấm giờ ở đây là không phải ti. Nhưng mà coi coi kỷ lục của hai người làm tại quán là bao nhiêu. Một màn giao lưu 40 bát mì giữa chị Nga Sumo và Dương Duba. Đó, chị Nga xe tới. Rồi, đó, 3 có cái đầu liếc mà đã nghe tiếng rồi đó chị. Mình ăn xong rồi mình đi luôn rồi đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời tất cả mọi người. Dạ, trời ơi nhìn kìa. Nhìn vào cái tô. Ăn thôi. Dạ, em trai của ta lâu quá rồi mới nghe câu đó nha. Ồ, cái tô mì của chị Nga kìa. Nóng đó, nóng nãy chụp bao nhiêu đâu rồi. Bởi vì chị Nga sẽ lấy ra một cái tô riêng. Nhưng mà mỗi người có một cái chiến thuật riêng ha. Wow. Đúng rồi. Hai mươi bát phải nói là một con số khó tưởng. Ôi, Dương hút đúng là một người đàn ông có sức hút rồi. À, Dương được bỏ xin lọc lấy một cái chén để vớt ra để cho nó nhâm chứ để cho nó nóng hoài. Dạ, hay quá, bỏ xin lọc ơi. Hay quá Lộc ơi. Ôi, đây để mình tập trung quay gần Dương. À, rồi. Đúng là cái mùi hương có cưỡng mà. Cơm. Sao lần nữa ra được cái nồi này hay vậy đó? Đặt cái gì? Nồi đó em đặt hả? Dạ. Cái sợi mì rất là vừa nha. Dạ. Không có mệt không có nhà này. Cái nước súp mì ngon quá. Nước súp ngon lắm, em mì ơi. Không, em thích nhất là cái mì ở đây nè, với cái nước tỏi á chị. Cái nước tỏi này nó thơm. Tỏi. Đúng rồi. Hai đối thủ đang ăn. Kiểu như kênh mình với kênh chị Nga cùng quay cho nên mình sẽ tập trung mình quay đối thủ của mình nhiều hơn. Lâu lâu cái mình leo qua chị Nga nè cả nhà. Làm như vậy cả nhà sẽ không biết ai đang hơn ai. Vô ngồi xích qua đây xíu em. Qua đây hả? Đúng rồi, đó đó. Hay quá anh Lộc ơi. Đó. Đeo vào đó. Tô này thì nhiều hơn 6 tô túi năm vàng rồi đó em. Chắc luôn á. Nhiều quá là chắc rồi.
cái chả cá nó nghe như mùi cá thác lát vậy á. Dạ ăn đã lắm. Tốc độ hai người ăn ngang nhau vậy hả? Hai người nếu mà ăn xong vẫn còn đói thì sao giờ Hùng? Phải gọi thêm thôi. Ở đây có sủi cảo chiên. À đúng rồi, em đã lên ký đặt một phần sủi cảo chiên rồi. À, để cho hai người ăn tráng miệng. Vô cái đó là lanh trí hay là lanh họ sẽ lọc rất là nhanh nha. Ồ, nay có cơ hội thăm ngàn gì nghe nè. Chỉ như này thăm ngàn ké. Chỉ dám thăm ngàn người em thôi rồi thăm ngàn ké gì nghe. Hôm nay là một đối thủ nặng ký đối với chị Nga, à chị nó đối với Dương. Mấy xíu nói chị Dương rồi. Dương đúng rồi. Không. Em coi Dương Nga nhiều đúng rồi. Nga cũng coi Dương nhiều ha. Bữa giờ mong mới được gặp mặt á. Chị Nga ăn theo kiểu giống như là Tô Ngộ Không á cả nhà. Muốn lên. Húc húc. Kiểu đó giống như mì ý anh Lộc. Muốn lên đúng lên cũng vui luôn. Hai người mới ăn có 4 phút à. 4 phút thôi. Hết nửa tô rồi. Đây cái tô. Em còn đẩy. Đây cái tô của chị Nga nè cả nhà. Chị Nga đã chua 20 bát mì là nhiều lắm. Nấu no. Vừa tại này tại Dương anh à, đúng rồi anh đi chơi anh có gì anh quay giùm Dương. À cái đó bông xôi cũng phèo quá chị. Trong cái tô này á là có thịt rồi có gan nè, tôm, chả cá, cực. Mà món người Hoa thì bán một phần như vậy á không có sủi cảo cả nhà là 45.000, nhưng mà nếu mà có thêm sủi cảo thì một phần đặc biệt là 65.000, ăn rất là đã luôn. Rồi ơi chị Nga đã. Wow. Đối thủ nặng ký rồi Dương ơi. Không sao cả. Đây là một màn giao lưu thôi. Dù sao thì Dương cũng không còn là tập cô bại đâu. Nên Dương có tâm lý thoải mái là Dương. Ăn này xong dẫn Dương ăn cá ngừ. Ăn tô nhỏ thôi. Rồi. Trời ơi trời ơi. Múc ra luôn rồi. Múc mì ra luôn rồi. Ôi mẫu quá rồi Dương ơi. Vậy là chị Nga đã sắp dứt hết 20 bát mì chỉ trong vòng 5 phút ư. Trời ơi. Đúng, 5 phút. Chị mới ăn rồi. Cũng may là có đồng hồ mà chỉ còn đòi tán mình cả nhà. Không có đồng hồ là mệt ra. Chị Nga chia sẻ là chị Nga cũng có học boxing á. Rồi làm gì đây? Huy chương bạc, đúng không? À, đúng rồi, anh Lộc cũng huy chương bạc luôn vậy. Dạ. Nóng quá. Nóng quá, anh Lộc cứ chăm sóc cho Dương rồi, Dương nóng quá rồi. Con đợi clip lên YouTube rồi coi. Nha, nha. Tâm chị Nga nào chịu đi về rồi đứng coi tiếp đi nè. Chấm vô. Wow, đây mình cho cả nhà coi nha. Đây là tô của Dương nè. Đó, còn đây là tô của chị Nga. Ôi, là chị Nga chỉ còn có một tô bên ngoài thôi. Rồi, chị Nga đã múc đồ ăn ra luôn rồi. Nhưng mà Dương hồi nãy giờ, Dương có vẻ như đang tập trung ăn mì đúng không em trai? Dương nãy giờ đang tập trung ăn mì. Hai cái tô này mang cái nồi lẩu hai người nha. Ba người luôn á. À chà, em. Tô này là bằng hai nồi lẩu á em. Tô này bằng hai nồi lẩu á. Nè nè nè, mẹ nè. Coi vui tình lắm nha. Cô, tin chưa, tin chưa? Đó, một người phụ nữ ăn 20 bát. Ăn hết luôn. Là kiểu gì vậy? Kệ ông ai kêu cái gì kìa cô. Trong lòng của mẹ là Nga đã thắng rồi. Rồi, Dương đã vớt mì ra rồi, cố lên em trai. Rồi, em lỗ một hơn nè. Ờ, em ăn vậy là giống anh Lộc rồi đó em.
Đây là lần đầu tiên mà vô gặp một thử thách thật sự như vậy. Mới có 8 phút thôi cả nhà. Mới có 8 phút thôi. Nóng. Mới có 8 phút rồi em, 8 phút 20 giây. Hôm nay cũng là một thử thách ăn nóng nha cả nhà. Cái tô này mới lấy ra là ăn luôn. Cái mì tô nữa. Một chút mà vô ăn xong là phải hỏi vô cảm giác khi ngồi ăn ngay với nào. Ăn như vậy thì vô lại nhớ tới phở thuyền vô rồi. Rồi ôi chị ca nó bút ra nữa rồi kìa. Khác xa trong clip quá. Dớ rồi. Khác xa trong clip luôn hả? Hay quá. Trong clip lại giữ ra ngoài còn giữ ở trong clip nữa. Wow. Hai người đã vất vả rồi. Đã ăn thêm một phần và khách nữa thôi. Nổ anh. Hay ăn quá à. À. Sủi cảo đâu rồi? Sủi cảo chiên anh trai. Sủi cảo chiên. Gá liền. Ra liền. Dương ơi, ăn mà có anh Lộc đứng ngoài sao lao vậy là chút nhớ tiếp nha. Nhưng mà ăn thì mọi người cũng đừng quên uống nước. Đây là có nước, những loại nước trà thổ, trà đào ở bên quán của chị nè cả nhà ơi. Mình ăn ở bên quán Cậu Ký Mì Gia, mình có thể qua bên đây để mình uống nước. Các loại nước ép sinh tố. Đó, đây. À, đây nè, cô chủ của quán nước nè cả nhà. Cổ vũ nhiệt tình cô chủ ơi. Là có bao giờ thấy ai ăn con gái ăn 20 bát mì vậy chưa? Chưa thấy luôn. Chưa thấy luôn à. Nay thấy rồi mới tin nè cả nhà. Giờ mình đổi tài nha. Camera sẽ qua bên Dương rồi mình qua chị Nga nè. Đổ lên Dương ơi, đổ lên. Ok chị. Camera bên chị Nga đang cổ vũ cho Dương rồi. Vậy mình quay cổ vũ cho chị Nga thôi. Chị Nga mỗi lần ăn là sẽ có thêm một ca trà đá nha cả nhà. Một ca nha chứ không phải một ly nữa. Đó, sữa cá chiên. Ôi, món mới lên. Đây cả nhà, mới là một luôn. Dạ. Thôi chắc là hai nữ sinh đang tập trung nên mình xin được biết. Ok. Hay à, cái sinh này, cái sinh này. Lợi dụng lúc mà quá giòn. Quá giòn không? Giòn. Giòn, giòn rồi. Giòn, không giòn, giòn. Có giòn không? Không, có giòn không? Chắc giòn, có giòn. Bước tập trung nãy giờ là ở đây bên đây nè. Ăn quá trời luôn. Không sao, không sao. Dạ. Không phải nước ăn của chị Nga phải. À. À, ăn cạo chiên với cái này. Nước chấm nè. Nước chấm này, cạo chiên. Trời ơi. Chị Nga ơi, hay quá chị Nga ơi. Hay quá chị Nga. Cố lên chị Nga. 10 phút. Cố lên, cố lên, cố lên. 10 phút 50 giây rồi. Rồi gần xíu quách rồi. Hai người ăn xong là phải bụng tức nó nữa. Đúng rồi, đây là món để mình rồi ăn hết luôn. Cắn không được thì mình ăn hết luôn hả chị? Ngon. Vẫn còn nóng, ăn ăn mà tới bây giờ vẫn còn nóng đồ ăn cả nhà ơi. Tốc độ quá nhanh. Dạ em mình xíu về quần ánh về có chưa? Rồi ăn ăn quỷ luôn. Những biểu cảm ấy. Dương Đô Ba của chúng ta hôm nay đã thấm mệt rồi anh em à. Dương Đô Ba thấm mệt rồi. Quá bụng rồi. Rồi rồi rồi. Rồi ăn rồi đúng rồi. Rồi ơi, múc ra tô rồi, sắp hết rồi. Nhưng mà mình thấy chị Nga vẫn chưa có chút biểu hiện gì gọi là đuối, mệt. Ngon đúng không? Rồi. Dương ơi. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Ôi nước gì nha. Từ từ quên chị Nga ơi. Em là em cảm giác. Wow. Anh quay clip thứ hai chị Nga đã quen với cảm giác đó. Từ từ tốc độ quá. Quen với cảm giác của mỗi người. Trời ơi. Rồi mấy chủ in quán à. Rồi sạch luôn cả nhà ơi. Quét nồi rồi. Rồi lắc đầu. Cảm ơn ơi. 12 phút 55 giây. 12 phút 55 giây. Mà đã ăn hết 20 bát mì, 4 phần sủi cảo thập cẩm. Và dạ đúng đúng. Hết mì hết 20 bát rồi. Đúng rồi, một người ăn có 2 bát rồi em. Đúng rồi, mình thường có 2 bát rồi. Chưa tới khi ăn thêm cảo nè. Cảo gì nữa. Tô rồi. 4 phần cảo thập cẩm em. 4 phần cảo thập cẩm.
Chục người luôn. Quá dữ. Trời ơi ăn con tôm kìa, nhìn ngon miệng quá. Quá thân em đi chị Nga ơi. Rồi quay quay qua cổ vũ cho anh em rồi. Nhà hàng con này là qua uống lên được quá tính tính tính. Đây đây. Đó, chị Nga cũng không biết một phía nha. Ngày mai chị cũng rủ em đi uống một phía nữa. Không cho cũng uống miếng mà. Dạ. Bữa trước là một cái đâu mình nghĩ là không thể tin được. Chị Nga uống 5 lít nước mía trong quán kia luôn. Dương hết mì rồi, Dương hết mì rồi. Quá Dương rồi. Dạ, dạ, qua luôn cô ơi. Dương biết tâm không phải là người bị bỏ quá xa. Thì quá xa rồi, hết được rồi. Đây, cái tô của chị Nga đây. Sức chứa khủng không? Sức chứa khủng không? Ngang ngửa tô luôn. Ngang ngửa, hoặc là có thể hơn mình một xíu á. Dương có thấy hơn mình luôn á. Không mà Dương ăn với chị Nga cũng tốc độ là 8 người á. Chứ không phải có sao. Nga chú Quang chăn hết cảo luôn rồi. Giờ Dương tắm luôn rồi, đổ mồ hôi như tắm luôn rồi. Ai cũng đổ mồ hôi, chị Nga cũng nóng nè. Chị Nga ăn mà mặt chị Nga đỏ hồng luôn. Mình đứng ở ngoài nên hai người là tạo sức nóng quá trời. Thôi tới lúc bây giờ mình phải ăn cũng sức luôn. Thôi được rồi, cảm ơn chị, để em tắm rồi. Hay quá. Mâm xôi, bèo. Dương vẫn còn một phút sườn đùi. Chị nghe ký ức giò heo bún bò là ù về với Dương rồi à. Để thành ăn sau không mà rồi 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 ơi. Wow. Quá biết. Yeah hết luôn 15 phút. Wow, 15 phút 25 giây. Wow, 15 phút. 15 phút 25 giây là hết. Rồi. Mọi người 15 phút. Wow. Tuyệt vời luôn em. Thứ ba sẽ ăn dưới 20 phút. Tiễn em. Bữa nay là đầu tiên chứng kiến ngoài đời luôn á. Chứng kiến ngoài đời luôn. Mặt nữa mà. Biểu cảm đó. Chưa, còn ăn con cảo nữa. Cái cảo chiên này là thêm mà. Đúng rồi, cảo chiên này thêm thôi, gọi thêm thôi. Thêm thôi, cái chiên đã thắng rồi. Thắng rồi. Đó. Em không biết chị Nga chứa đâu luôn á. Giòn. Quá giòn. Quá giòn. Quá rồi. Quá chị Nga ơi. Quá chị Nga rồi. Quá thấy rồi. Quá thấy rồi. Quá thấy rồi. Rồi vô. Lần đầu tiên trong đời. Rồi bây giờ còn Dương nữa. Chị Nga. Chị Nga đi đến đâu là ở quán ở đó quấy đồng đến đó. Sao nhiều nhiều luôn. Chị Nga bình thường hả? À? Em thấy chị đi súp cua hay nước mía quán nào cũng hết hồn hết đó. Mỗi con ăn thêm sữa cảo nè, uống trà đá nè. Chị Nga bình thường chứ em hết bình thường. Không, con này là quá sức của Vương anh hả Vương? Không mà. Mọi người ơi, bây giờ mình hãy cổ vũ cho Vương đi. Cố lên Vương. Em trai. Tuyệt vời. Vương mãi đỉnh trong lòng anh em. Dương này, cái tô này cũng là thử thách với Dương á. Mà chị no chưa? Chưa, kiểu lại mấy một câu nữa. Rồi rồi rồi. Kiểu như khiêm tốn quá nên không muốn trả lời. Trả lời ra sợ. Nga ăn xong rồi đi uống nước mía không? Uống mía uống cái nước mía chị dâu. Ăn luôn, phải giờ 2 lít. Chị Nga, mà chị Nga thấy sức ăn của Dương ổn không chị Nga? Dương ơi, con Dương ăn được. Dạ, tốc độ. Tốc độ nữa, dạ, rất tốc. Mà cái tính rất là hiền vậy luôn. Dạ. Chính là nếu mà em coi cái lần đầu tiên á, mà em uống nhiều á, chỉ để lên tới trên này luôn nè. Mà bự nghe cái người chỉ mà em lúc đầu không nghĩ không hết đâu. Mà em coi tới lần cuối, em ngạc nhiên luôn mà em coi cái đầu heo đó em mới biết được cái câu gì đó. À, coi Dương theo dõi clip của chị Nga rất là kỹ. Nên hôm nay để chuẩn bị cho thử thách này là Dương cũng đã nhịn rồi chị Nga. Để làm sao ăn nó khỏe nhất á. Dương. Khi mà vô lép cái tô mình thấy nó nhỏ lắm đúng không? Đúng rồi. Thấy cũng khủng thiệt luôn á. Để nó bự nhẹ người luôn nè. Ủa, bữa em không nghĩ cái tô này cũng chỉ luôn á. Cái tô cũng chụp củ quán các bạn. Cái này phải gọi là cái nồi không là cái tô.
Ủa chị Nga đã ăn hết luôn, ăn hết sữa cảo chiên luôn rồi. Dạ. Ồ, chị Nga đã lâu cho Dương rồi. Thân của em cho anh nghe mà nhỏ thôi. Dạ. Đổ lên Dương rồi. Ôi, hút rồi. Từ thôi em. Trời ơi, gần hết luôn cả nhà ơi. Để quay cái này cho Dương cả. Dương thấy thích hóng chị Nga chưa? Có lĩnh rồi. Chị Nga lâu lâu cho Dương cái giống như là truyền nội công cho Dương nhở. Dương húp qua gần hết nước luôn rồi. Giờ mà chị Nga lâu cái nữa là Dương ăn thêm được một tô nữa. No, nó phải no. Wow. Cố lên. Wow. Hết chưa, hết chưa, hết chưa. Yes. Hết. Hay quá Dương ơi. Tuyệt vời, 23 giây, 25 giây. Lần đầu tiên Dương Nova ăn xong phải đứng lên. Quá căng. Này thưởng thức cơm tấm rồi, thưởng thức phở rồi. Hôm qua qua món người Hoa, cảm giác chị Nga như thế nào? À, thực ra mà nói làm sao ta, bất kỳ một món ăn nào trên một cái đất nước nào đó đều có cái ngon đặc trưng riêng. Mà điều đầu tiên mà Nga muốn nói tới là cái món ăn của người Hoa của ngày hôm nay. Các bạn thấy không, rất là đông. Các bạn không cần biết là các bạn đi đâu, làm gì, nhưng mà quán nào mà đông là chứng tỏ quán nó ngon, đúng không Lộc? Dạ. Yeah. Mà các bạn thấy không, Nga, bên cạnh Nga là Thu Dương. Hai đứa ăn hết 20 bắp hủ tiếu mì. Bên cạnh đó là 5 phần thịt ha, 5 phần topping bạch cẩm. Thì cái nước dùng ở đây á, hầm từ xí quách ra. Mà không phải là xí quách nữa, mà chủ quán lấy cái bắp đùi heo. Dạ. Bắp đùi của heo để mà hầm ra các bạn đó. Nên nó thịt nhiều hơn, thịt nhiều xuống. Hơn, nó ngọt hơn, chắc thịt hơn. Và cái đùi, cái phần thịt của cái bắp đùi heo đó rất là ngọt. Và nếu các bạn có dịp mà đến đây ăn thử á, hủ tiếu mì ở đây, thì các bạn thử cái hồi nãy gọi là gì, há cảo mà. Há cảo chiên với há cảo hấp. Sủi cảo chiên chị. Sủi cảo chiên. Dạ. Đúng không? Với lại sủi cảo hấp. Hai cái đó đặc trưng quá ngon. Cái ở trong mới lọc. Dạ. Cái thịt nó chắc nguội luôn. Chắc nguyên con tôm. Nguyên một con tôm ở trong đó luôn. Dạ. Chấm nó làm sao là ngon, ngon và ngon. Thôi bây giờ mình cũng thử thách chị Nga coi chị Nga còn minh mẫn hay không. Chị Nga đọc giùm em mấy chữ Hoa đi. Chiếu xoài chi chủ khảo ý. Đúng không? Yes. Đọc được tiếng Việt luôn nè. Chị Nga nói sai em cũng đâu biết luôn. Nói cho chị Nga nói tiếng Hoa đó là tốt của cả nhà. Vẫn nói là hủ tiếu mì cậu kiến. Dạ. Đọc được đúng cái tên chủ quán là đỉnh rồi đúng không? Dạ. Nói chung là đã coi trên video đã thấy VIP quá VIP, ra ngoài còn VIP hơn nữa. Tôi uống sữa mà chỉ ăn có 23 phút là em thấy quá đỉnh rồi. Em ăn tôi uống sữa thành như tới mất tới 32 phút luôn. Dạ. Coi cái video mà chị ăn bé nè. Dạ. Nhưng mà em tin vậy, nếu mà hai chị em ăn chung với nhau á, chắc chắn sẽ kéo nhau lên. À, Dương ăn đây thì nếu ăn với em với Hùng thì Dương ăn từ từ lắm, nhưng mà ăn với chị Nga là Dương phải đu theo á, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tốc độ chị Nga quá lẹ. Trong chương trình mình nói rồi, chị em mình gặp nhau là quý, giao luôn là chính. Dạ. Không, em được cái là bé Dương á, bé Dương rất là dễ thương các bạn, rất là biết to phép tắc là lịch sự. Đặc biệt là mình thấy được cái sự thật thà ở trong cái con người của Dương. Cho nên mình nói là thật sự chị rất là quý em, rất vui được ngày hôm nay được đầu tiên được gặp Dương và ngồi ăn cùng em. Đây là cái điều mà chị em không thể quên. Và trước đó là có Lộc và Hùng, hôm nay là gặp em. Em ngồi kế bên chị là em không ngờ hả, em không biết sao mà đi ra sau nè, chỉ có sức chứa đúng đỉnh luôn sau á, quá đỉnh luôn. Ngồi kế bên chị ăn lại em thấy vui rồi. Nói chung là cái này vô vui vui. Thôi bây giờ thì cuộc vui nào thì cũng tới lúc ăn món tiếp theo thôi. Món tiếp theo. Các bạn có vui thì sẽ dẫn cái video mà của bên Phân Như Hùng và Nga Sinh Hương. Nếu các bạn cảm thấy là vui và đang có một ngày làm vui, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì các bạn có thể là cho chị Nga một cái subscriber, là một cái đăng ký, một cái chia sẻ. Đó là một món quà tinh thần cao nhất mà chị Nga là mong các bạn ủng hộ cho
thì chương trình hay trò chơi nào mà kết thúc để mà ngày mai người Nga lại tiếp tục nghĩ ra những cái video hay nhất, cố gắng nhất và mới mẻ nhất gửi đến tất cả mọi người trên gần xa của một miền đất nước các bạn nha. Và thay mặt của kênh Minh Thi Hùng và kênh của Nga gửi lời chào thân thương đến toàn thể gia đình mình nữa. Xin chào và cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Rồi thì nãy giờ là hai chị em cũng đã tâm sự với nhau hết rồi, nói chung là cũng hiểu nhau hơn rồi đúng không? Dạ. Trong team của mình là quay rất là hợp nhau đó. Nó quay hợp nhau lắm cả nhà, cho nên là sẽ hứa hẹn với cả nhà nha là còn nhiều clip nữa anh em mình. Thứ nhất là về quê chị Nga, là thứ hai mình về Trà Vinh. Ôi trời ơi, mình về Trà Vinh thì đâu chứ là team Sài Gòn đại chiến, kịch tính, đúng rồi, tính đó. Đây này sẽ hứa hẹn rất là nhiều kịch tính. Dạ, team Sài Gòn đại chiến, team miền Tây. Nga muốn thử thách một việc thôi. Sao vậy? Cho về miền Tây luôn. Okay. Tay không bắt rắn. Tay không bắt rắn. Rắn ở đâu bắt? Rắn nước. Rắn nước đúng không? Rắn gì bắt được thì bắt. À. Bắt thôi nha. Có chuột. Miền Tây có chuột. Ừ. Rồi hẹn. À rồi rồi, con bé. Dạ. Dạ, cảm ơn nha, cảm ơn má nha. Trời, rất là thân thiện luôn. Chào bạn. Rồi ok, kết thúc clip đây cả nhà. Thì anh mình các fanpage trên Facebook, những người yêu mến nhìn muốn cập nhật các sự kiện, mini game, event hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Phân Hùng Vlog và kênh TikTok Võ Sư Lộc và kênh Nghe Sumo. Và đừng quên TikTok của mình là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc và Cú Béo 103. Và hãy tiếp ngắn là Phân Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong những tới như các bạn bất cứ thế nào thì đây là comment mình sẽ xét và đôi những lục hợp nhất làm clip cho nhà cũng thích nha. Ok, xin chào các bạn. Love you. Love you.